Xin chào mọi người nha. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu với mọi người video số 407 nha. Thì đây là video máy câu nha mọi người. Hôm nay em có tất cả là 20 con máy như thế này. Gồm tất cả là 20 máy. Size của nó là từ size 500 cho tới là size 7-8 ngàn gì đấy. Thì giá em báo ở trên video là chưa bao gồm phí ship nha. Phí vận chuyển của mỗi đơn đồng giá là 30 ngàn một đơn. Và mọi người nếu có nhu cầu đặt hàng vui lòng chốt đơn alo trực tiếp giúp em qua số điện thoại 0932455407 nha, hoặc là nhắn vào Zalo số điện thoại này giúp em nha mọi người. Rồi em giới thiệu con máy đầu tiên, con số 1 này. Số 1 em có một con máy hộp vịt nha. Cái máy này là kiểu cho khách bắn cá. Đây. Làm nỏ đấy, làm nỏ bắn cá đấy. Dòng này là máy của Mỹ nha, hãng của nó này. Hàng này made in USA của Mỹ nha. Màu của nó là màu đỏ mận như này đây. Con này thì nó chỉ sử dụng một tay phải thôi, không đổi được tay qua bên trái nha. Đấy, bên trong nó này. Máy hụt vịt. Tay phải nha, không đổi được tay quay phía bên trái. Hoạt động ok nha, máy hoạt động rất là ok. Hàng của Mỹ. Con này nặng 162g, giá là 200.000 nha mọi người. Ngoại hình của máy nó như thế này. Giá 200, máy hụt vịt chỉ sử dụng được tay phải và không đổi được tay trái nha. Rồi con số 2. Số 2 thì em có là một con máy câu fly. Máy câu fly, con này thì nó về thì nó có cả dây. Dây ở đây thì nó bẩn nhá. Đây, nó bám bụi bẩn ở phía trong dây này. Về phun theo máy thì để y như vậy nhá. Con này thì cái hãng của nó này. Con này thì nó là toàn thân của máy là kim loại nha. Hãng như thế này. Đây. Hoạt động thì ok hết nha mọi người. Nó nhỏ gọn như thế này thôi. Con này nặng 134g, giá 300.000, mã số 2. Máy câu fly nha. Giá là 300.000. Rồi con máy số 3. Số 3 là một con máy đứng. Con này là máy của Daiwa nè. Daiwa, con này là máy nhỏ nha, size 600 thôi. Daiwa Spinmatic 600 full kim loại. Con này thì hoạt động rất là trâu bò. Mà ngoại hình con này nó hơi xấu. Dòng Daiwa Senko, nó tróc sơn, nói chung là cái thông số ở trên đây nó bong tróc này. Con này nhỏ nhưng nó có vỏ. Nó có cốt trợ lực lớn phía bên trong nha. Con này ở đây trên máy ghi là cước số này, nó hơi bị mờ thông tin mọi người nha. Cước số 3 của nó vào 50m, con này size 600, size nhỏ. Đổi tay trái phải được, toàn thân máy là kim loại hết. Mô bin sóng nữa, gà đầy đủ nha. Gạt cước này. Đây, toàn thân của nó là kim loại, con lăn khá là sáng. Đổi tay trái phải được. 2V bearing nha. 2V bearing. Đây, cốt trợ lực phía bên trong. Con này thì câu tôm, câu iso đều ok. Nó rất là khỏe nha mọi người. Quay rất là êm mượt, chốt chặn ok. Đây là chế độ hai chiều của máy này. Con số 2, hàng của Nhật, nặng 210g, giá là 250 nha. Mã số 3, giá 250.000, nặng 210g. Size máy là size 500 thôi nhé. Toàn thân kim loại, có chạy xước này, phần tem ở đây thì nó cái lớp tem của nó này, tem thông số của nó hơi bị bong tróc nên nhìn nó không có được đẹp, sơn nó cũng bị tróc nha mọi người. Đấy, giá là 250.000. Con số 4 là một con máy ngang tay phải của Daiwa. Đây, máy ngang tay phải. Con này Daiwa Super GS25, ratio là 5.1, thông số cước này, cước số 4 vào 150, số 5 vào 120. Dòng này là Daiwa, hàng của Nhật nha mọi người. Máy này còn khá là mới, khá đẹp. Spool của máy này. Hai bơm bearing. Đấy, ở hình của máy như thế này. Lăn cước này. Hàng này cũng là hàng của Nhật. Chi cước hoạt động đây. Máy quay rất là nhẹ nhé. Ngoại hình thì con này nó cũng có tróc sơn này, có vài vị trí sơn xước cái lớp sơn ở đây. Con này là mã số 4, máy tay phải, nặng 314g, giá 350 nha. Mã số 4, giá 350.000.
máy lua tay phải, nặng là 314 g, giá 350.000. Tiếp theo mã số 5. Số 5 em có một con mini luôn, con này là cái dòng đuôi chuột nhé, đuôi chuột nhưng mà size nhỏ của Daiwa. Dòng này là Daiwa Spinmatic ST600RD, size nhỏ. Con này thì cái phần low carbon, thân kim loại, tay quay kim loại, đổi tay trái phải được. Máy thì sáng đẹp nhé, màu đen như thế này, màu hình cũng còn khá là mới. Con này ở trên máy nó ghi thông số cước, đây cước số số 3 của nó là vào được 80m nha mọi người. Số 3 vào 80m. Con này nó tầm khoảng là size 1000 ấy. Size 1000 nha mọi người. Nhỏ như thế này thôi. Mô bin sóng đổi được tay quay trái phải. Đổi ga đầy đủ nha. Gạt cước nhẹ đây. Lăn này. Ngoại hình của máy. Siết spool ở phía sau đuôi như thế này. Khá là nhỏ, gọn, đẹp. Hoạt động thì con này rất là mượt luôn. Chốt chặn ok. Đây là chế độ hai chiều của máy. Mã số 5 nha mọi người. Con số 5 hàng của Nhật, nặng là 204 g, giá 300.000 nha. Hàng của Nhật này, nặng 204 g, giá 300.000. Mã số 5, size 1000, đuôi chuột của Daiwa nha. Đấy, nhỏ gọn như thế này thôi. Tiếp tục con máy số 6. Số 6 là máy Daiwa luôn. Con này size 2000. Con này cũng khá là mới đẹp, máy sáng đẹp nha. Dòng printer X2000T, cước số 2 vào 150 và cước số 3 vào được 100m, size 2000 nhé mọi người. Đây. Ngoại hình của nó màu bạc. Con này có phần lô là lô kim loại, thân và tay quay của máy là carbon nha mọi người. Khóa là dạng khóa số, mô bin sóng, lưỡi gà đây. Tiếng lưỡi gà này. Gà. Và lăng. Cái vị trí này nó bẩn nè, bám bẩn nhé. Đấy, lau sạch được. Máy là còn khá là sáng đẹp. Hàng này là hàng của Thái Lan xuất Nhật. Printer X2000T, hàng Thái Lan. Máy quay rất là nhẹ nhé. Chốt chặn ok. Con này thì nó không có tiếng kêu. Khi bật tắt cái chốt của nó thì nó đều không có tiếng kêu hết nha mọi người. Đấy, qua lại gì nó không có tiếng kêu này. Mã số 6, nặng 244 g, giá 300.000 nha. Hàng của Thái Lan, giá là 300, Daiwa, size 2000. Máy này còn khá là đẹp. Mã số 7 nha. Con này là mã số 6, giá 300. Tiếp tục mã số 7. Số 7 em có một con của Shimano. Dòng này là Alex XT1000 Shimano, size 1000. Lô kim loại, thân carbon, tay quay của máy cần là tay quay carbon luôn. Núm tay quay gỗ. Dòng này là dòng Shimano Alex 1000. Thông số cước ở máy là số 2 vào 100m và số 3 vào được 65m nhé. Số 3 vào 65m, size 1000. Mô bin sóng này. Bin sóng này. Lưỡi gà đầy đủ. Lăng cước này. Lăng cước của nó là xứ gông. Gạt cước của nó rất là nhẹ nha mọi người. Dòng này cũng đổ được tay quay trái phải. Lô máy của em hôm nay tất cả máy đứng đều đổ được tay quay hết nha mọi người. Tay quay đều đổ được hết. Ngoại hình của máy có phải vị trí sờn xước vài vị trí. Nói chung này máy còn khá là sáng đẹp không. Quay thì rất là êm. Dòng XT, Alex XT này thì rất là nhiều khách sành hàng là biết liền. Đấy, em bán ở loại này cũng rất là nhiều rồi. Chốt chặn ok, có cái hệ thống chống trả ngược nhé. Ở đây nó bị tuôn cước này. Tuôn cước nó mắc cước. Tuôn cước rồi. Nói chung là dòng này rất là êm mượt nhé mọi người. Rồi, con này là mã số 7, nặng 276 g, giá 420.000. Hàng Malaysia xuất Nhật, Shimano Alex XT. Alex XT 1000 nha mọi người, 1000. Nó mắc cước rồi. Hôm nay có cái giắc cước. Để em giắc xong. Nó phải rất là mượt nhé. Giá là 420, mã số 7. Tiếp tục mã số 8.
Số 8 là một con máy của Daiwa luôn. Con này là Daiwa Printermax ST1000M. Con này thì có phần lô là lô carbon nhé, thân nồi là carbon, tay quay kim loại. Con này thì ở thông số cước của máy này, nó khá là nhiều, vào được khá là nhiều cước. Số 4 của nó vào 230, số 5 vào 180 và số 6 vào được 150m nhé. Số 6 vào được 150m này. Con này em báo mọi người là size 5000 nhé mọi người, size 5000. Đấy. Con này thì có một cái là cái phần này này, nó hơi xấu nhé. Hơi xấu phần cái vòng kim loại đây. Con này là mô bin sóng. Lưỡi gà đầy đủ này. Gà cước đây. Con này nó hoạt động này, quay được rất là êm mượt. Máy hoạt động nhẹ. Chốt chặn ok nha. Đây chế độ 2 chiều của máy. Máy này là Daiwa, hàng của Taiwan xuất Nhật. Taiwan xuất Nhật mã số 8, nặng 312g, giá là 350.000 nha mọi người. 350, size tướng của máy này là tầm 5.000. Tiếp tục. Máy số, con này là máy số 9. Máy vừa rồi là máy số 8 nhé, con này là máy số 9. Số 9 em có là một con Daiwa luôn. Con này là dòng máy đuôi chuột hãng Daiwa AB2050. Con này có phần lô của nó cũng là lô carbon, thân và tay quay là kim loại nha. Đấy. Con này thì size của nó cũng tầm khoảng là size 4.000 nha mọi người. Tầm khoảng size 4.000. Mô bin sóng nha, mô bin sóng. Gà cước ok và lăng cước sáng nha, lưỡi gà của máy đầy đủ. Con này có tróc sơn nè, phần thân của máy có tróc sơn một vài vị trí ở đây. Đấy, đuôi chuột nhé, là máy đuôi chuột, con này size 4.000. Đổ được tay quay trái phải, quay rất là êm nhé. Số chặn của máy ok, hai chiều này. Rồi con máy này là mã số 9, size 4.000 nha, nặng 374g, giá 350. Con này là đuôi chuột hàng Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người. Daiwa đuôi chuột hàng của Hàn Quốc xuất Nhật, giá 350.000. Size tướng của máy là size 4.000. Tiếp tục mã số 10. Số 10 là máy Daiwa luôn. Con này là Daiwa Printer ST1300DX. Lô của nó là lô carbon, thân và tay quay là kim loại nha. Thân tay quay kim loại, con này size của máy rồi tầm size 6.000. Cước số 6 vào 170m, cước số 5 vào 210m nha. Size máy rơi vào khoảng size 6.000. Đổ được tay quay trái phải, mô bin sóng, lưỡi gà đầy đủ. Gà cước này. Và lăng này. Đấy, lăng cước còn sáng, đổi tay trái phải được. Hàng này là máy của Nhật. Size 6.000, chốt chặn ok. Chế độ 2 chiều nha. Con này thì cái phần tay quay của máy nó khá là sáng đẹp. Có sơn xước này, tróc sơn này. Daiwa ST1300DX nha. Mã này là số 10, nặng 496g, giá 400.000. Hàng của Nhật nha, mã số 10 giá là 400. Giá 400. Tiếp tục mã 11. 11 con này cho mọi người khách nào có UL, câu cần tay trợ máy này. Con này là size mini, size nhỏ, size 500 này, cái dòng Navi XT. Này thì size 1.000, 2.000, 3.000 thì hay gặp, chứ là dòng mà size nhỏ 500 này rất là ít luôn. Thì con này khách nào câu cần UL nhá, câu cần UL, cần ISO, cần tay trợ máy ấy, nhặt những em máy này nha, nó hoạt động rất là tốt luôn. Này có phần logo, lô cước là lô kim loại, thân là carbon. Tay quay của nó là carbon, núm tay quay cán gỗ. Size 500 thôi nha mọi người. Size 500. Shimano 500 này, cước số 2 vào 65m, 1.5 vào 100m, mọi hình này. Có sờn xước nha, có một vài vị trí nó sờn này. Đấy. Mô bin sóng, lưỡi gà đầy đủ đây. Gà. Và lăng của nó là xứ gâu. Viền kim loại phía trên này cũng là viền gâu nhé. Đấy. Đổ được tay trái phải. Con này nó có 3 bôn bê-ring, 3 bậc đạn nha. Có 3 bậc đạn.
dòng Navi XT hàng của Malai. Hoạt động đây. Quay rất là mượt nhé. Có ABS, dòng này thì có ABS hết. Chế độ hai chiều của máy này. Rồi con này là mã 11, nặng 210g, giá 420.000 nha. Mã 11 giá là 420.000, nặng là 210g, size máy là size 500, size nhỏ như thế này thôi. Giá 420. Tiếp tục mã số 12. 12 là Shimano. Dòng này là KX1. Dòng máy này là Shimano KX1 nha. Đấy, kiểu này, con này thì có kiểu dáng nó cũng khá là lạ. Phần lô cước là lô carbon nhé. Phần thân của nó là kim loại này. Tay quay của nó là tay quay kim loại luôn. Nắm tay quay như thế này. Đây, cốt của nó đây. Con này size cũng nhỏ. Nó tầm cước số 3. Số 2 vào 175. Cước số 3 vào được 135m. Thì con này tầm khoảng 2.500 nha mọi người. Con máy này nó tầm khoảng size rơi vào khoảng tầm size 2.500 nha. Đây, cốt của máy đây. Dòng hàng nội địa của Nhật, ngoại hình còn mới đẹp nha. Đấy, nước sơn ở đây nó hơi bong bong ở đây một tí thôi. Đấy, tổng thể máy này quay rất là mượt, nó chặn ok. Cái này là ấn qua này. Đấy, cái phần viền tay quay ở trên đây này, cái nước sờn ở đây cũng nó cũng hơi bị sần sùi một tí nhé. Đấy. Rồi con máy này là mã số 12, nặng là 264g, size tướng là size 2.500, con này giá 420.000 nha. Giá 420. Dòng Shimano KX1. Giá 420.000, size 2.500. Tiếp tục mã số 13. Con này là một con Navi đuôi chuột. Size là 4.000 nha. Dòng Shimano Navi 4000R, cước số 3 vào 200, số 4 vào 150 và số 5 vào 110m. Size tướng của máy là size 1000, size 4000, em nói nhầm. Size này là size 4000 nhé. Màu của nó là màu xám chì như thế này. Đấy. Con này nó cũng sử dụng là 3 ball bearing, dòng máy đuôi chuột. Lô cước là lô kim loại thân carbon nhé. Tay quay kim loại, nấm tay quay cán gỗ, đổ được tay quay trái phải. Mô bin sóng này. Máy này nói chung ngoại hình còn cũng khá là đẹp nha. Lưỡi ga đầy đủ, gạt cước nhẹ và lăn cước sáng. Đổi tay trái phải, 3 ball bearing. Đấy. Dòng máy hàng của Nhật nha. Hàng của người Nhật như thế này. Ở đây nó có một cái vết tróc sơn ở đây nha. Hoạt động của máy này. Máy quay nhẹ mượt. Chốt chặn ok. Đây, giá độ 2 chiều. Thì con máy này là mã số 13. Mã 13 có cân nặng là 368g. Mã 13 giá 600.000. Navi đuôi chuột nha. Shimano Navi 4000R. Giá con này là 600.000. Tiếp tục mã số 14. 14 cũng là máy Shimano. Con này là dòng Shimano Anod 2000. Lô là lô kim loại thân carbon, tay quay kim loại nha. Đổi tay trái phải được size 2000. Mô bin sóng. Số 3 vào 100m, số 2.5 vào được 125m nha. Mô bin sóng này, lưỡi gà đầy đủ. Gạt cước nhẹ, lăn cước sáng. Đổi được tay quay. Đây, ngoại hình của máy đây. Anod 2000. Hoạt động này. Máy quay nhẹ mượt. Chốt chặn ok nhé mọi người. Chế độ 2 chiều. Rồi con máy này là mã số 14, nặng là 270g. Mã 14 giá là 350.000. Mã 14 này có giá là 350. Tiếp tục mã 15. 15 là một con kim loại nhé. Con dòng này là Olympic Let's Go FX4. Full kim loại, thân nồi tay quay kim loại. Màu đen như thế này nhé. Đấy, dòng máy này thì nó rơi vào size tầm con này có cân nặng là 465g này, ratio 6.2 nha. Con này quay nhanh.
Cước số 6 vào 170, số 8 vào 100m, số 5 vào 100 à 215m nè. Sao con này nó tầm khoảng rơi vào khoảng size 6.000 nha, 5 tới 6.000. Cước số 6 vào được 170m nè. Size rơi vào tầm 5 tới 6.000 nha mọi người. Dòng Helicon, Olympic Helicon FX4. Lưỡi gà đầy đủ, mô bên sóng lưỡi gà đầy đủ. Gà cước đây. Và lăn cước. Đổi tay trái phải được. Đổi tay trái phải được nhé. Máy này thì có ratio 6.2. Quay cũng khá là nhanh nhé, thu dây nhanh. Chốt chặn ok nha mọi người. Đây chế độ 2 chiều ạ. Chiều của nó này. Rồi con máy này là hàng nội địa của Nhật nhé, full kim loại mã số 15 nha, 15 nặng là 486 gram nha mọi người. Mã 15 giá 550.000. Mã 15 giá là 550.000, size tướng là từ 5 tới 6.000. Olympic. Tiếp tục mã 16. 16 em có một con Legalit. Đây, dòng này là một cái dòng máy đời cao nhé, Daiwa Legalit 3500, nó hơi bị mờ nè. Nó hơi mờ tí, 3500 nhé mọi người. Con này là dòng máy hàng China xuất Nhật. Lô kim loại này, thân carbon, tay quay của nó là kiểu núm tay quay như thế này. Dòng Legalit hàng China xuất Nhật. Mô bin sóng. Con này nó tầm khoảng size 3.000 nha mọi người, size 3.000. Mô bin sóng này, lưỡi gà đầy đủ. Gà cước này. Lăng cước của nó là xứ gâu, ở phía trong này nó bẩn này. Xứ gâu nha. Ngoại hình con máy này nó có trầy xước. Dòng này hàng đời cao nha. Phía này là vết bẩn. Đây có tróc sơn ở vị trí này nè. Đấy, sơn sơn này. Nhưng mà những cái dòng này thì hoạt động nó rất là êm. Đây, ngoại hình của máy nhé. Có sơ sứ một vài cái vị trí như thế này. Ngoại hình của máy Legalit 3500. Máy quay đây. Cái này là nó đánh cái này nè, cái sợi cước vào nè, nghe tiếng kêu tí. Đây, em cắt cái sợi cước rồi. Đây, quay rất là êm nhé. Đấy, dòng này lua thì rất là ok luôn. Size 3.000 nha mọi người, size 3.000. ABS đầy đủ. Chế độ 2 chiều của máy. Quay rất là mượt. Legalit có trầy xước về ngoại hình nhé, có trầy xước một vài vị trí ở trên máy, nhưng mà dòng này thì hoạt động rất là mượt. Mã số 16 giá là 700.000, nặng 286 gram, giá là 700.000 mã số 16 nha. Rồi mã 17 nè. 17 em có một con máy của Daiwa. Đây là một cái dòng Rigan, Daiwa Rigan Z4000C nhé. Có ABS đầy đủ, nồi kim loại, thân carbon. Tay quay của máy là tay quay carbon đồng màu với vậy phần thân máy luôn, màu xám chì. Ngoại hình máy này nó còn khá là mới đẹp. Con này ở trên máy nó có full cái dù luôn nhé. Dù này còn rất là ok đấy, mọi người nhé. Thông số cước ở máy đây. Cước số 5 của máy vào được 200m, cước số 6 vào được 150m nha. Con này là Daiwa Rigan Z4000C, nhưng mà cái thông số cước này thì tương ứng là size 6.000. Con này thì cái phần ngoại hình của máy nó cũng khá là lớn á, nó khá là lớn luôn. Đây mọi người so sánh ngoại hình này. Đấy, thì em báo máy này size thông số cước, dựa vào thông số cước báo size 6.000 nha. Body máy cũng rất là lớn. Phần nồi của nó này, viền của nó là nó viền mạ gâu cái phần trên này nhá. Lăn xứ của nó là xứ gâu luôn. Lưỡi gà đầy đủ, gà cước này. Đổi tay trái phải được hết. Máy còn khá sáng đẹp nha. Đấy. Ở phía dưới này thì nó mù cái màu đây một tí này. Đấy, màu vàng. Máy quay. Đấy, chốt chặn của máy này. Đây chế độ 2 chiều. Máy này là Daiwa hàng của Daiwa này là hàng của Thái Lan nhé. Daiwa Rigan Z này là hàng Thái Lan. Mã 17, cân nặng 426 gram, giá 800.000.
Mã 17 giá là 800 nghìn nha. Size tướng của máy là size 6 nghìn nha. Ngoại hình của nó như thế này. Máy nói chung còn khá là đẹp. Regan Z. ABS đầy đủ. Rồi giá là 800, mã 17. Tiếp theo mã số 18 này. 18 là một con máy đời cao luôn. Con này dòng máy Tournament, Daiwa Tournament Z1500IA. Con này nó cũng đầy đủ ABS, dòng máy đời cao, nồi kim loại thân carbon. Tay quay của nó là tay quay carbon luôn. Con này vấn đề là phần tay quay ở đây nó vỡ, cái phần nấm nhựa nó hơi xấu nha. Đấy, ngoại hình này con này nhìn chung còn khá là đẹp. Nó chỉ vỡ cái phần này thôi. Mô bin sóng lưỡi gà đầy đủ. Lăng này, à gạt này. Lăng của nó là xứ gâu. Vòng này nó cũng mạ gâu phần trên này luôn nhé. Dòng máy à, con này ở trên máy nó ghi là 1500IA, cước số 1.5 vào 130m, số 2 vào 100m nhé, tương ứng 2000 Shimano rồi nha. Đổi tay trái phải được. Đổi tay trái phải được. Đây ngoại hình của máy này. Hàng tem lụa của Nhật nhé, hàng tem lụa này, Tournament tem lụa của Nhật này. Hơi khó thấy. Đấy, hàng Tournament, hàng tem lụa của Nhật nhé mọi người. Mã này là mã số 18. Con này á, thì khi quay thì nó có nghe tiếng xào nhẹ nha mọi người. Đây, đó mọi người xem, ở trên video em quay là rất là kỹ nhé. Đấy, nó nghe tiếng xào nhẹ khi quay như vậy. Chốt chặn nè, ok nè. Đây là chế độ 2 chiều, máy quay rất là mượt. Nhưng mà khi quay thì nghe tiếng hơi xào nhẹ thôi. Còn ngoại hình thì còn sáng mới. Mã này 18 nặng 250g nha, giá 800 nghìn. Mã 18 giá là 800 nghìn nha. Rồi, tiếp tục mã 19. Mã 19 là một con của Shimano. Dòng này máy Shimano New Dust 30 Ratio 4.5 full kim loại nhé. Thân nồi tay quay kim loại hết. Size máy này nó rơi vào tầm khoảng là size 7000. Còn thân máy kim loại, tay quay của nó là kiểu tay quay như thế này đây. Hàng của Nhật nhé. Mô bin sóng này, lưỡi gà đầy đủ. Gà trước. Phần lăng sáng, cái phần ở dưới này nó bẩn nha, nó bám bụi bẩn thôi. Đủ được tay quay trái phải. Con này ngoại hình có sơ xước nước sơn nha, có rầy xước nước sơn này. Đấy, chủ yếu là phần này, phần chui. Dòng Shimano Dust 30. Size này tầm khoảng size 7000. Ngọn đồng đây. Số chặn ok. Đây chế độ 2 chiều của máy. Con này là mã 19 nha. Mã 19 nặng là 544g, giá là 550 nha mọi người. Giá 550.000, mã số 19, hàng Shimano của Nhật, size tầm khoảng là size 7000. Giá 550. Rồi máy cuối cùng số 20. 20 là một con Daiwa. Con này là dòng Daiwa DX53, hàng này của Daiwa sản xuất ở Mỹ nha. Đây, hàng của Mỹ. Dòng này thì con này nó là hiệu của nó là Daiwa 11, DX11 nhé. Đây thông số cước này, số 10 vào 160m này, 12 vào được 135m nha. Này nó tầm 7-8 nghìn vậy đấy. Toàn thân là máy kim loại hết. Toàn thân của nó là kim loại. Máy còn khá là sáng mới. Đấy. Có tróc sơn trời, có sơ xước nhưng mà dăm dăm thôi, không đáng kể lắm nha. Màu bạc. Màu bình sóng này. Lăng cước này. Đổ được tay quay trái phải. Hoạt động của máy này. Chốt chặn ok. Đây là chế độ 2 chiều. Nó tương cước đây nè. Con này là mã cuối cùng. Số 20.
kiếm cái vòng, anh sẽ bọc cái vòng vòng cước thì em gửi cho mọi người, bọc cái vòng cước. Con này mã số 20 nhá, nặng là 606 g nhá, giá là 630.000 nhá mọi người. 630.000, con này size tầm là 8.000. Đây qua. Động trơn tru nhá, giá là 630.000. Rồi em vừa giới thiệu với mọi người có tất cả là 20 con máy câu. Thì mọi người có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ giúp em qua số điện thoại 0932455407 nha. Hoặc là mọi người nhắn tin vào Zalo chốt đơn giúp em. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.